chào trân trọng nhất và một lời chúc sức khỏe tới mọi người đang có mặt tại bệnh viện Ung bướu ngày hôm nay. Thì để mở đầu một không khí có thể là vui hơn và hào hứng hơn thì BMF xin gửi tới mọi người một ca khúc, đó chính là Đi Để Trở Về và Ngày Xuân Long Phụng Xuân Vậy, và mọi người cũng có thể lắng nghe ạ. Mọi người ơi, ok, sẽ được cánh tay phía trước là bầu trời, đi dù trong tim thấy ánh mắt từng nụ cười, có cánh dạng xa cứ mọi nơi ngang qua rồi, mang theo mọi người tất cả vẫn nâng niu như món quà. Mỗi mặt biển điểm là để dành cho em, bao la không khí là để dành cho xem, còn chỉ đợi một nắng mai sẽ kể mẹ ngay, ngày hôm đó không lộ ngoài vẫn là có say. Ngàn bạn đang dốc chân đi, chỉ cần dừng lại là thấy nhớ. Đi thôi, đi một nơi không ai biết được, một nơi xa mà chưa ai đặt chân ta. Bao buổi vui đã trải qua chẳng thể nào ngủ bước những nỗi nhớ phương xa. Rồi có sẽ có lúc quay lại đây, cùng gia đình nhỏ bé giang tay đôi trời mây. Xanh bước ta đi cùng nhau, cùng sẽ chia những thứ màu. Ta không muốn phải buồn mình, vô đất trên phần hành trình này. Đã thấy mình đủ lớn thế thôi, ôm ấp những niềm riêng. Sớm sẽ hay đi cùng nhau, tôi đã rất thích trở về. Vì là bao xa và là bao lâu ta luôn ôm với nhau. Đi để trở về. Mọi người ơi, đi để trở về. Thank you.
rất đẹp và lặng im nhẹ nhàng trong ngày mai ngày đó. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ và cho sang năm lại đón Tết xa. Kính chúc người sẽ gặp lại thế giàu được nhiều lần hơn Tết này. Tết đến là mùa của mỗi bên hồng và đôi bánh chưa dài chưa sớm đang xa. Con cháu sang năm lời đón Tết sang, kính chúc người sẽ gặp lành, sẽ sống được nhiều lộc tân Tết này. Tết đến là mùa của mỗi bên bếp hồng và đôi bánh chưng xanh thật thơm ngọt ngào. Các doanh nghiệp, các mạnh thường quân có thể mang đến cho các em những bé nhỏ
đang được điều trị tại bệnh viện ung bướu có một mùa xuân ấm áp nhất, đủ đầy nhất và vui tươi nhất. Và đó là lý do mà tất cả chúng tôi những người thực hiện chương trình tổ chức ngày hội ngày hôm nay.